Quốc quanh ta thôi mà. Thấy chưa? To chưa? Ui cha. Ôi xùi. Quá nặng quá. Nặng quá. Từ đen rồi anh em. Ui, chỉ còn chín rồi chứ. Còn chín rồi. Hello, xin chào tất cả anh em. Mình là Thất Đâm Săn. Mình là Nghiệp của em nha. Chào mừng anh em đến với kênh Thất Nghiệp Channel. À nay hai anh em tôi với bố Hy đi rừng nha, bảy cua với hai chuối hột. Hai chuối hột rừng. Để trả đơn cho các anh em đã đặt hàng nha. Thì giờ tiện anh em với tôi mới đi hái được. Vậy nha anh em. Anh em cùng theo chân tụi mình nha. Đây đây. Khoảng đường khá là rừng sau. Đấy, anh em tôi đứng ở bìa bây giờ là đi theo dọc con suối để thả. Là gì đang săn? Chưa, giờ chưa thả cua, giờ mình đi lấy chuối trước. À đi lấy chuối trước. Lấy chuối rừng rồi khi nào mình thả bẫy thì mình quay cho mọi người xem. Ừ. Vậy anh em. Mong là có một cái đây đây gặp ba bông chuối nha anh em. Giờ làm thế nào? Ý à, bông chuối chín rồi thôi. Chặt luôn luôn. Đây là bông chuối đầu tiên. Đó. Đây để bố đi chặt. Wow. Đây mới là chuẩn chuối hột rồi nha anh em. Chuối nhỏ bằng một ngón tay thôi mà nó chín rồi. Đặt làm đây. À, cái này mà đầy bao thì tiếc. Wow, thơm quá. Đây. Chua. Toàn hàng độc thôi. Cái này thì không bán được đâu. Cái nào mà không bán thì để làm gì. Đây mới là chuối rừng này anh em. Quả bao nhỏ. Nhỏ bằng hai ngón tay thôi. Không tới hai ngón đâu. Một ngón này, một ngón này của tôi. Cái chín rồi nè. Chờ cho anh em ăn. Hột này để dưới anh em. Con nữa Boogie. Còn lên tiếp nha anh em. Chú nhiều lắm. Wow, mình gặp gầy nhưng mà chưa sạch. Sạch. Oh. Bốn buồng. Nhiều lắm ạ. Ôi xưa. Còn buồng kia nữa. Bốn buồng rồi nha anh em. Đây. Buồng nhỏ. Buồng hốt. Đây là buồng thứ 5. Đâm Săn bỏ vào bịch chưa? Tiếp bỏ vào bịch đi. Để rối mình. 6 nha. Để Đâm Săn vừa hái được này. Cắt ra quả coi thử hột đen chưa? Đâm Săn. Hột đen rồi. Hột đen rồi nha anh em. Đấy. Về rú. Về cái buồng này đó. Đây bỏ đây rồi. Để Làm Săn đang chặt buồng thứ 7 nha anh em. Đó. Đây này thứ 7 nha anh em. Để test hột cái này. Đen rồi. Hột đen rồi nha anh em. Già rồi đó. Về rú chín.
Tiếp tục. 48. Đằng kia là 49. Hãy thế anh em. Đây 49. 9 là đúng không? Test hột cho anh em xem này. Đấy, đen thui rồi, là già rồi đó. Tiếp hột kia. Hột thứ 10 nha anh em. Test hột này. Đen thui nha. Chuẩn. Chuối rừng đi nhỏ nha anh em ạ. Nhỏ này nó mới chắc nha. Mới đúng là chuối rừng nha. Cái này chuối rừng khác, chuối rừng Malarac nha. Ừ. Đây chuối rừng ESO nha. Cần được 2 bao rồi nha anh em. Rồi dồn, 2 bao dồn 1. Ôi, buồn chuối đẹp quá. Đầy tắp rồi nha. Cái đấy là già chín ươn rồi. Cũng nghi nhỉ. Cái này chín ra rồi. Wow, cuối cùng chiết ra rồi nha anh em. 2 bao buồng thì chiết ra được 1 bao nải, 1 bao tươi. 10 ký tươi thì được 1 ký khô nha. Nha anh em, đúng lắm răng. Đấy vất vả. Thế nãy giờ chưa được ký khô. Nặng quá nên là anh em cứ giấu bao chuối đây nha. Để tiếp tục đi sâu vô trong thì anh em được phải lấy chuối. Vì đây nó có một con đường mòn. Vậy nha anh em. Đây anh em tôi đi gặp được cả cây lan rừng nha anh em. Đây này nhìn theo tay tôi này. Đó. Đấy ngay cái chỗ chặt bà đấy. Cây giáng hương nha anh em. Tâm xanh đòi trèo lên mà thôi. Cái này không trèo được đâu. Cao lắm anh em ạ. Anh em tôi kiếm cây khác đi. Có cây khác không? Đấy, bố ghi đang hái bông chuối nha anh em. Wow. Nhiều trái chín là rớt rồi nha. Rớt đấy anh em. Để tiếp tục là còn nhiều lắm anh em. Để đây đi. Anh em nào cần thì cứ đặt gạch nha. Của tôi về rú chín phơi khô là bán 1 triệu ký. 1 triệu là giá yêu thương ấy. 1 triệu là giá rẻ. Kìa đám săn. Để đây xuống ấy trẻ. Còn hạt xịn không? Bây giờ cơ mặt mày. Đây chuối con này. Đấy. Xa xa một buồng tiếp. Một buồng to. Ủa mà. Còn nhất. Ui đợi nữa là 2 buồng, 3 buồng. Sát ơi. Đây chu rồi. Ôi buồng đầy luôn. Một buồng này anh em. Buồng nó to này. 2 này. 3 buồng. 3 buồng. Buồng cái kia nữa. Kìa, ồ, bố đi nhìn, dục tinh đây. 2 buồng này, 3 buồng này. À, 4 buồng lúc kìa, bố đi. 4 buồng này. Ồ, trúng đậm rồi. Kìa, 5 buồng kìa. 6 buồng, ồ. Buổi thua luôn. Rồi, xong rồi. Bố đi đang chặt này. Đây, buồng ở đây, nghe ánh mắt trời. Giờ là còn cỡ 6 tháng nữa là Tết rồi anh em ạ. Ai có nhu cầu đặt gạch mà làm rượu Tết á là từ giờ tới Tết uống là y bài luôn. Wow, một buồng. To lắm anh em. Đây. Cây chuối trồng cho. Thiên nhiên ban tặng luôn. Ban tặng. Bút bánh ta chưa to chưa. Ui cha. Ôi sụp quá. Đồ đen rồi anh em. Còn chín rồi chưa? Chín rồi. Buồng này đến 10 ký cha rồi. Cái buồng này này. Buồng trong góc kia rồi kìa. Ừ, ở đây 3 buồng lận. Anh em
vừa chơi rượu Tết đấy thì liên hệ nha. Đây là chín đây này, chín lươn này. Đấy về rú bọn em, có anh em tôi lột vỏ. Wow, quá đã. Tuyệt vời. Vi làm dây khâu nhanh nhỉ. Xong lên bao 20 công 2 ký và mình cầm buồng về, mình đang sang bác về này nha, cẩn thận nhé. Ôi cái gì đâu. Giờ đang săn mang chuối về trước nhanh nha, tôi bố ghi ở lại đi tiếp bởi vì bao hết rồi, tí xe về không đủ. Ở 1 tiếng rưỡi sau, tiếng là đam săn quay lại, tiễn bạn lên đường. Điều gì mình nói không? Hẹn tiếng sau rồi. Hẹn 1 tiếng sau nha mọi người. Rồi về đi. Đây hàng về nhanh nhé. Một này, mà hơi ít, không làm sao. Tiếp tục. Ui rừng nó phá kìa. Nát rừng rồi. Đây vô trong đây gặp cảnh đốn rừng này nha. Rừng luôn nha. Đây con rắn hương này. Đấy. Làm phải ở rừng. Wow. Cây này vừa bị đốn hạ. Cho vào cảnh. Đây. Xe gỗ. Đây này nha. Cố ghi lên kia. Wow. Rồi, đi vào cây. Khúc gỗ này mà nó đốn được thì thôi, làm thản ngủ luôn. Lên tôi cho anh em xem cái lõi. Lõi không được to mấy, rác thì nhiều. Đây, anh em nhìn này, một cây ngạn. Tiếp tục thôi. Cây đây nó khô hết rồi. Mà trên kia toàn là lan thôi anh em. Tôi chỉ cho một lan nha, lan gần nhất nha. Đây này, một bụi này. Anh em thấy chưa? Đó, bụi đây này, đó, một bụi này. 2-3 bụi ở trên kia kìa. Cả đống luôn. Mà không biết sao trèo lên được. Chắc bỏ làm chuối tiếp với bố ghi thôi. Đây bố ghi đang đốn ở trên. Một nãy một nãy nhanh nhanh vườn chuối luôn mà chả thấy buồng nào, kỳ lạ thật. Gốc đại thụ này nhanh. Wow. Và rồi cũng bị làm thịt thôi. Wow. Cố sẽ sàn lưới. Buồn với anh lâm tặc quá. Wow. Mới chẻ nửa cây nha anh em. Cái gốc này cũng bị đốn hạ này. Ôi lan đầy luôn. Anh em thấy gì không? Một ki này. À một lan 2-3. Ủa đầy luôn. À đây nữa, đây. Đây, thấy không anh em? Đó.
táng hương nha anh em. Bên đây là phi điệp này. Đó, mà thôi, tiếp tục thả chuối, không lan man. Còn chút ra ngoài, ra ngoài kia thôi, cây vô sâu lắm. Ô, có cái dây gì đẹp nhỉ. À, may sẵn ta. Lạ ghê á. Dây người ta vào mình trang trí được nè. Cái này dây này giống như. Ôi đẹp ghê á. Dây trang trí kiểu dây nơ. À đây là nấm. Nấm dây mà. Nấm dây anh em. Nấm dây. Dây tưởng là chết khô. Nó đang còn sống đó nha anh em. Ai biết dây gì comment bên dưới. Ừ, thơm phết. Cười lắm. Đó. Một dây dài này. Chạy tít lên đây luôn. Này, bố Ghi đang thu hoạch nấm này. Bao nhiêu anh em? Bao la luôn đấy. Nấm này mà thịt. Thái bảo nấm bóp này. Người Thái bảo nấm bóp. Bóp. Còn bên đây thì khô rồi này. Không hái. À bố Ghi kia kia là linh chi đúng không? Nấm chi nha. Đó. Đang non. Đây rớt miếng rồi này. Và để đây cho nó sống. Dậy này. Dậy nhanh nhé. Bố Ghi với tôi làm được một bao mang về. Làm săn giờ vẫn chưa tới anh em. Đi làm bao nữa. Ngồi tí đi bảy cua nha anh em. Đây. Vừa tập kết chuối về nha. Về thì đang săn chạy từ nhà ra gì gặp cây phong lan cốt luôn. Đây cây gì nhỉ? Cây này dáng hương. À, ra hoa rồi nè. Ừ, đang này. Ừ. Còn cây này thì không biết tên. Nó đâu nó phải. Ừ. Cây nhìn nó ra hoa. Ai mua thì bán nha anh em, tôi để ở nhà. Đầy. Làm đầy. Mãi tôi quay clip chứ. Bây giờ anh em tôi kết thúc phần hái chuối giờ qua phần cua. Ừ, đặt bảy cua nha. À, mọi người tiếp tục theo dõi anh em nha. Ừ. Đây này, bảy cua này. Về nhanh em. Chuối hột chín rồi này anh em. Đây nha. Anh em tôi hái tươi về giờ là chín rồi. Đây, đang bóc này anh em. Bóc không kịp rồi nha anh em. Đây. Chuối sau khi bóc này, anh em tôi phơi này. Ở đây là sau khi khô nha anh em. Để ai có nhu cầu mua chuối thì liên hệ nha. Chuối này anh em tôi đóng bịch 1 ký. 1 ký anh em tôi bán tùy theo thời giá nha. Hiện tại thì anh em tôi bán 1 triệu 1 ký. Và anh em tôi có bán ngâm sẵn nha anh em.